Ở trong tiếng Việt thì chúng ta sẽ có những cụm từ như là đau âm ỉ, đau rát hay đau chói vân vân. Vậy những cụm từ đó ở trong tiếng Anh sẽ là như thế nào? Hello, xin chào tất cả các bạn, mình tên là Khoa, giảng viên giải phẫu sinh lý và tiếng Anh Khoa, và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số từ vựng tiếng Anh Khoa liên quan tới cơn đau. Trong thăm khám lâm sàng, tính chất của cơn đau là tính chất vô cùng quan trọng bởi vì nó sẽ giúp chúng ta định hướng chẩn đoán. Ở trong tiếng Việt thì chúng ta sẽ có những cụm từ như là đau âm ỉ, đau rát hay đau chói vân vân. Vậy những cụm từ đó ở trong tiếng Anh sẽ là như thế nào? Chúng ta sẽ có dull pain sẽ là đau âm ỉ và đau mơ hồ. Sharp pain sẽ là đau chói. Heavy pain sẽ là dạng đau nặng, đau đè nén, chẳng hạn như khi mà mình bị nhồi máu cơ tim. Colicky pain, đây là một dạng đau quặn do tắc nghẽn, chẳng hạn như khi mà chúng ta có đau quặn thận hay đau quặn mật. Và cuối cùng, burning pain là đau rát. Ok, và đó là 5 từ vựng để diễn tả tính chất của cơn đau trong tiếng Anh Khoa. Các bạn còn biết từ nào khác có thể dùng để diễn tả tính chất khác của cơn đau mình chưa có mention ở đây không? Nếu có, xin hãy comment ở bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mình tên là Khoa và xin hẹn gặp lại các bạn.